về nữa. Đi tới nay là lâu chưa cô? Có được năm nay đó. Năm nay rồi, À, không về, không. không gửi tiền về luôn. Đâu có tiền đâu. À Có không có. tiền thì nó có được còn ăn cháo. Này À. không có tiền gửi tiền về đâu. Không có gửi tiền về. Coi như bây giờ chỉ có ba chị em là con cô đấy, ba người con gái ở nhà chăm con nhỏ, rồi thay nhau đi mót măng kiếm tiền, Kiếm tiền. lên núi mót măng kiếm tiền để nuôi con. Hai người đi là một người ở nhà giữ con. Trên này đá treo leo không chú hả? Đá tảng không à? Bác cái đó nặng không chị, mệt không? Mệt đi lên đá mệt hả? Trời ơi, cục đá nó bự dữ. Dạ mệt. Wow, núi đá. Chú tiệm nay đi mình buồn không? Nay chú tiệm thiếu mất một bạn đồng hành. Dạ. Mệt quá cả nhà. Xuân Mất và chú tiệm đang đi đến một hoàn cảnh tiếp theo nha cả nhà. Ngay phía trước màn ảnh nhỏ cả nhà, đó là một cái ngôi nhà của cô ở đây. Xuân Mất thấy thì cái ngôi nhà trống trơn hết cả nhà, không có vách che luôn á, hai bên đều trống hết. Dạ, mời cả nhà vô trò chuyện với cô và tìm hiểu hoàn cảnh của cô nha. Cô đang làm cái gì nè cả nhà? Rồi con chào cô nha. Bộ bình ngạ ngựa một hà cá nhỏ. Cô ơi, cô tên gì? Mai thì vui. Mai thì vui. Cô vui. Cô vui năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Kiểu 50 tuổi. 50 tuổi. À. Dạ. Đang làm rau hả cô? Đang làm rau cho heo ăn. À, cho heo ăn, rau bí. À, rau bí, bí già già. Trên này mình nuôi heo cô ha. À. Nhà mình nuôi mấy con heo? Nhà 4 con heo này nè. 4 con heo. À. Heo mình mua hả? À. Dạ. Cô ở trên này với ai? Vì con ở nhà. Ở nhà dưới làng hả? À. Chồng cô đâu? Ở trên núi. Ở trên núi, đang đi làm trên núi. À. Để kiếm canh ăn. Kiếm canh ăn. À. Kiếm canh gì cô? Là đổ về canh mết về là kiếm mang về. À, đi kiếm lá đu đủ. À. Rồi kiếm mít. À. Với măng. À. Măng ở trên núi hả cô? À. Ngày nào mình cũng đi kiếm vậy hả? À. Không có kiếm không có gì ăn đâu. À, không kiếm là không có gì ăn. À. Có ngày nào đi kiếm mà kiếm không được không? Có mớ mớ à. Đồ ăn. Đồ ăn. À. Dạ. Trên này bây giờ là ở có cô với chú ở trên này thôi. À. Cô với chú lên trên này ở lâu chưa? Mình lâu rồi.
Lâu rồi. Cho heo ăn rau bí không hả cô? Cho heo ăn bí, ăn cục chuối. À, ăn cục chuối. À, không có cám ăn đâu. Không có cám ăn. Để bỏ muối lên cho nó ăn. Dạ. Nuôi heo rồi mình còn nuôi gì nữa không cô? Không có nuôi gì đâu, nuôi gà thì dịch chết hết rồi. Nuôi gà, dịch chết hết rồi. À, có người không à? Dạ, có người không. Cô vừa mới đi hái về luôn. À. Cái ngôi nhà này là cô chú dựng ở trên này hả? À. Mình tự làm hả cô? Tự làm chứ. Tự làm. Trên này mình có trồng gì không cô? Không à. Không hả? Hả? Mình có trồng bắp trồng gì không? Bên này trồng bắp thì bữa thì nó chết hết rồi. Chết hết rồi? Hả? Không có con người đâu. À. Có bể trong nhà có mớ mớ à? Còn có xíu vậy thôi hả? Đi mót lại hả? Đâu mót lại? Dạ. Chắc xíu à. Con thấy cô đang nấu bên kia là cái nồi gì hả cô? Nấu canh đây nè. À, nấu canh heo. Ờ. À. Nó canh heo, hái lạ đô nó thêm nữa. Dạ. Yeah. Nó ăn. Bữa cơm hàng ngày của cô chú anh là nấu cái gì anh cô? Không có nói gì đâu, nó lạ đô ăn chứ, bông đô, lạ đô, trái đô, gì cái gì cả ăn hết à. Bông đủ, trái đủ. Ờ. Không có gì ăn đâu. Lá đủ ăn hết. À. Mình ăn với cơm cô hả? À. Không cái gì ăn cơm đâu mà ăn bưởi ăn bả thôi. Dạ. Không có gì ăn luôn. À. Không có cá thịt gì luôn. Đồ có tiền mà có cá có thịt. Không có tiền. Tiền đâu ra rồi, tiền đâu mà ra? Mình đâu có kiếm tiền được đâu. Dạ. Bắp nó chết nhiều vậy thì à. Mình có bán không cô? Có bán à, có thu hoạch được nhiều để bán không? Không có bán đâu, để dành ăn không à? Để dành ăn không hả? Hả? Dành rằng, dành da cùng bắp không ăn. Ăn bắp không? Hả? Dạ. Gạo thì có tiền thì mình đi xuống mua, không có tiền thì mình ăn bậy ăn bả ăn. Ăn bậy em bạn. Ăn gạo không thôi. Ăn gạo không đâu, đó gạo mình mua chứ, đâu có ăn gạo không. Ăn cơm không á? À. Dạ. Heo cô nuôi to chưa? Nuôi lớn rồi đó. À, cô nuôi bao lâu rồi? Rồi 2 năm rồi. 2 năm rồi. À. 2 năm ở ngoài thì nó lớn chưa, bởi để nhúc chuông không à? Nó có đẻ không? Không, heo được không à? Ô, heo được không hả? À. Không có kiếm heo mấy người ta mua đâu. Rồi mình nuôi mình bán hay sao cô? Không bán đâu. Mình nuôi xong thì mình giá rồi gừng chất rồi. Thì mình để làm tân cho mình. À. Không có con, không có cháu gì đâu. Cô kêu heo nó gần chết là mình làm gì? Hả? À? Mình làm gì? Làm thịt ăn chứ. Làm thịt. À. Người ta mà qua chung bên thì người ta làm thịt vậy người ta ăn. À. Coi như là mình nuôi heo lấy thịt. Hả? À? Dạ. Heo nhà nước cho. Không có. Heo mình đi xin người ta à, nuôi người ta rẻ. Cho. Hả? À. Dạ. Xin người ta cho nuôi rẻ. Thương cô quá cả nhà, hai cô chú ở trên này. À. Cái nhà mình dựng sao không có cái vách gì hết vậy cô? À. Thì bể mưa bữa thì có cho bên này thì nó lo rồi nó rụng hết rồi. À. Vậy rồi. Ông đang có làm đâu? Ông bị nó già rồi, nó bệnh, nó già rồi, nó đang có làm gì đâu? Không làm gì luôn. À. Lên núi đó, đi kiếm đồ ăn, ăn vậy thôi. À, dạ. Khỏe mình quá. Mình không làm gì rồi tiền đâu mua gạo cô?
Tiền đó thì mình nuôi gà, nuôi gì thì bán gà đi mua gà ăn. À, nuôi gà, đậu không, bán không, gà. Không có tiền thì để mình đi ăn bát. Dạ, nhưng mà gà à, là dịch chết nhiều hết rồi, giờ còn nhiêu con? Hả? Con có 2-3 con à. 2-3 con thôi. Hả? Nó dịch chết hết rồi. Dạ. Ở trên này người ta khổ quá cả nhà ha. Đã khó khăn rồi. Không biết làm gì kiếm tiền rồi, nuôi gà còn chết nữa. Dịch chết. Gà này chết hết rồi. Rồi trồng bắp á, thì bắp cũng chết luôn. Không bán được. Không bán được rồi. Bắp thì tới mùa ăn từ 2-3 tháng thì nó hết nè. Dạ. Nó không có gì ăn nữa. Ăn bè ăn bả ăn chứ. Chỗ này cô ở đi lấy nước xa không cô? Gương đây à? Bờ mưa đây nè. Mình mai mốt về nắng thì mình xuống dưới thì múc nước cho. Múc nước dưới suối. Ngậm hả mềm phục. Cô biết hôm nay con tới thăm cô làm gì không? Ai biết. Ai biết. Hỏi gì cô nói nấy thôi đúng không? Dạ. Con thấy cô che mấy cái bạt ở kia. Không phải cái bạt nữa, mấy cái mền nữa. Mà nó rách hết rồi. Rách tứ tung luôn cả nhà. Con thấy có thăm không? Dạ. Cô cười tươi quá. Nghiệp, suy nghiệp bây giờ lắm nha. Cô nói gì con nghe không rõ. Cô nói nhanh quá mà mình không nghe kịp đó cả nhà. Chú mấy giờ chú mới về cô? Nó chiều nó về. Chiều? Đi rồi. Kiếm có thì nó về chứ. Không kiếm có chắc chắc ngủ rừng luôn. À, không có là ngủ trên rừng luôn. Không về. Không về. Dạ. Có mới về. Có mới về để rồi. Đem cho bà ăn á. À, cho cô ăn. Không có là không được về. Dạ. Chú ở trên đó rồi chú ăn gì chén cô? Ai biết. Nó trên rừng thì ăn trái cây không biết. Muốn ăn gì thì ăn. Trời ơi. Hoàn cảnh của cô chú cũng thương nè, khổ nè, mà lạ nữa cả nhà. Hàng ngày là cô cứ chăm heo vậy đúng không? Rồi mình phơi bắp đúng không? Bắp đằng trước là cô đang phơi á hả? Có nhiêu đó thôi hả? Có nhiêu đó. Mới ở trong vườn á hả? Nhiêu đó thì mình ăn được bao lâu cô? Cho ăn 2-3-4 tháng thì ăn một người 2 tái, một người 3 tái. Ăn tiết kiệm. Ăn tiết kiệm. Ở trong cái nồi kia bây giờ có gì cho cô hay có nước thôi? Không có nước nè. Không có gì đâu. Dạ mẹ bố dạ xạ, cô có xạ dạ. Cô chú có hay về với làng không? Có một ngày về, một ngày ở. Dạ. Cái nhà ở dưới làng á là mình xây hay sao cô? Không có xây đâu. Có nhà chắc đất không à? Có nhà hả? Cái nhà đó là mình xây hay mình vay tiền mình xây? Không xây đâu, mình nhà mình tự làm chắc đất. Làm chắc đất là sao? Nhà đất. Nhà đất hả? Nhà đắp đất. Nhà đắp đất gần rách rồi. Gần rách rồi. Gần sập xuống rồi. Gần sập rồi. Trời ơi. Là lên trên này ở luôn, nó sập là lên này ở luôn. Dạ. Mình già rồi mình cũng sắp xuống. Dạ. Già rồi. Không làm được gì nữa. Không làm được gì nữa. Dạ. Xong rồi cô ha. Xong rồi. Chờ nó xuôi nó bo trong xuồng đó. Dạ. Hôm nay con tới con thăm cô á, là con có mang theo một cái phần quà gửi cho cô chú. Khi mà biết hoàn cảnh của cô chú khó khăn ở trên cái miền núi này này.
còn được bà con người đồng bào họ cho, họ chia sẻ. Thì con có mang thêm một phần quà gửi cho cô. Cô vui không? Vui chứ. Cô biết là quà gì không? Đâu biết, chưa có thấy mà biết. À, chưa thấy mà biết đúng không? Biết quà nào không biết. Dạ. Hồi nào giờ mình có ai tặng quà không cô? Đâu có. Không có ai tặng quà? Không à. Chắc ở trên này không ai biết ha? Biết kìa, chắc ai biết lên, đừng có ai biết nhau. Cao quá, xa quá, không ai đi lên đây tặng quà. Đừng có cao gì đâu. Dạ. Mình để con chút à. Người ta làm hiến. Nhà còn gạo, có cá, có gạo không cô? Không à, hết gạo ăn rồi. Hết gạo ăn rồi. À. Không có cá. Không có cá, không có gạo. Lát nữa ăn bắp mà. À, xíu nữa ăn bắp hả? Hôm nay con tới con thăm cô á, là con mang cho cô gạo này, cá này, mì gói nữa. Mì gói này hả? Muối này, dầu ăn, nước tương, bột ngọt này. Cô vui không? Vui, cảm ơn con nha. Dạ. Của Mạnh Thường Quân chứ không phải của con. Cô cảm ơn Mạnh Thường Quân nha. Có ban con chứ, mình lớn tuổi rồi. Dạ. Cô dẫn con đi tham quan nhà mình tí được không? Qua bên kia con coi nhà cô tí. Con đi ha. Đi. Dạ, cô dẫn con đi nè. Sao bác mời cả nhà đi vào trong này coi cái căn nhà của cô chú tí nha. Nhà cái nhà của mẹ thì đẹp lắm nha. Cô chú ở trên này á. Cho nên là mình cũng tạ gọi cái, ở đây là căn nhà nha cả nhà. Ở dưới làng á thì nhà đắp đất. Nhưng mà cô chia sẻ thì nhà nó cũng muốn sập tới nơi. Cho nên là cô chú dựng chòi ở trên này luôn. Đây là cả nhà, Xuân Bắc đứng đây quay cho cả nhà xem nha. Bên này nó không có vách. Nó không có vách tre nha. Đằng trước nó cũng không có vách tre luôn. Đằng sau lưng cô á, phía sau lưng cô á là cái vách nhưng mà nó thưa lắm. Bên ngoài cô có che một miếng vải. Còn bên này thì có một miếng tôn nhưng mà nó cũng nó lủng lỗ tùm lum hết cả nhà. Ở đây mình mưa nó có tạt nhiều vô không cô? Tạt nhiều chứ. Tạt nhiều hả? Lúc mưa thì mình đứng, hết mưa thì mình nằm. À, mưa thì đứng. Hả? Không có chỗ nằm. Không à. Hết mưa mới nằm. À. Rồi tối có khi nào đang ngủ nó mưa không? Mưa chứ. Là thức luôn. À. Không ngủ. Không ngủ. Dạ. Cô chú ngủ ở trên cái giường này hả? Trời ơi, thương quá. Bắp đó là mình phơi xong chưa cô? Chưa. Chưa. Đang còn phơi nữa ha? Đang còn phơi nữa. Mình vô mình xem bắp của cô chú tí nha. Đó, cái nhà thì nó chỉ có nhiêu đó thôi đó cả nhà. Này, vách thưa, mưa tạt, gió tạt. Nằm ở chỗ này á, là cái giường đặt ở đây á, là do ngay cái vách này nó có miếng tôn. Đó, nó có miếng tôn một nửa thôi. Ở trên thì là cái bao với cái vải cô vá vô. Hình như cũng không có vá, nó chồng lên nhau thôi. Là cho nên là cô chú ngủ ở đây. Khi nào mưa á, thì cô chú đứng. Mưa nó tạt vô là không nằm được, là đứng á cả nhà. Đứng ra ngoài này. Khi nào hết mưa thì mới vô nằm tiếp. Ngủ trên này mũi nó cắn nhiều không cô? Cắn nhiều chứ. Dạ. Bắp này bây giờ mình làm gì cô ha? Bắp này nè. Bắp này làm mình dược ăn. Mình có rang giã không? Rang giã. À, bắp ở đây của cô á, số mắt thấy nó cũng được hơn những cái đẩy bắp của bà con. Trái này là không sâu này, nó cũng to, nó cũng kiểu như nó móp á cả nhà, nó teo nhưng mà nó còn được nha. Đây, nó cũng có sâu, có trái được, trái sâu cả nhà. Nhiêu đây là được bao nhiêu ký cô? Ai biết, đừng có cân đâu mà biết. Dạ. Có năm nào mình trồng bắp mà được mùa không cô? Không có được mùa đâu. Không được mùa hả? Dạ. Lúc nào trồng thì nó đã chết hết à? Ở trên này ngoài bắp ra, cô chú có trồng được cái cây gì khác, cây bắp không? Không à. Không hả? Có trồng bắp không à?
không có cây, trồng cây đâu. Trồng bắp không được mùa mà sao năm nào mình cũng trồng? À, năm nào cũng trồng. Trồng hết. Giờ không có trồng là mình không có ăn đâu, không có gì ăn đâu. Không trồng là không có gì ăn. À, vậy là con hiểu rồi. Khi nào mình, có nghĩa là mình trồng bắp. À. À, dù không được mùa, không có được mưa, nhưng mà mình vẫn có cái mình ăn khi mà không có gạo. Không có gạo ăn đâu. Đúng không cô? Là mình ăn bắp. Ăn bắp. À, còn không trồng bắp là coi như là không có gì ăn luôn. À, cái lý do bà con trồng bắp là vậy nha cả nhà. Họ trồng bắp á, là nếu mà trúng mùa, gặp là mưa, mưa thuận gió hòa trên miền núi, nhưng mà chắc là mưa ít lắm cả nhà. Họ trồng như vậy, thứ nhất là họ lấy cái ăn, đủ cái ăn á, thì dư thì họ, hoặc là họ để dành hạt giống, họ trồng tiếp. Còn không thì họ đổi, họ kiếm tiền, họ mua thêm gạo, họ ăn cả nhà. Trên này mình có thịt ăn không cô? Không ạ. À. Không có thịt? Không. Không có cá? Không có cá, không có thịt. Bao lâu rồi cô chú không ăn cá? Ờ, 2-3 tháng này là không có cá ăn đâu. Không có cá ăn? Ờ. Rồi cô chú có thèm cá không? Thèm chứ, không có gì mua đâu. Dạ, yeah, không có gì mua. Ờ. Thèm mà không có tiền mua ăn. Dạ. Yeah. Hôm nay con tới con gửi cá cho cô. Cô nấu món gì? Món là lấy hái trái mướp nó. Hái trái mướp? Hả? Cô trồng mướp hả? Ờ. Mướp ở đâu? Đây, mướp này, tay này. À, đó, đó. Ngoài này có mướp. Ờ. Là nấu canh mướp ăn. À, nó cái mướp là sắc tết đồ nó canh bó cá ăn. Dạ. Yeah. À. Cô lấy gạo à, con xem đó, coi. Đó đó. Đấy chứ. Đó đây, đây. Đó. À. À. Còn có nhiêu đó, đó gạo thôi. Ờ, chia sẻ cho ông nhiêu đây nè, bà để cho ba nhiêu đây nè. Rồi cô cho đó. Con coi xíu nè. Trời ơi cái bao có xíu à. Đó. Gạo cũng có nhúng trong này thôi. Cái gạo này của bà con ăn đó cả nhà. Xuống mắt thấy cái gạo này nó rất là khô luôn. Khi mà nấu lên á, nó khô lắm. Bà con đa phần người ta ăn cái gạo này. Gạo này chắc mình mua rẻ hả cô? Mua cô mua bao nhiêu một ký? Một cái 17 ngàn này. À. Ủa? Có nhiều đây thôi, còn có nhiều đây thôi. À. Hôm nay chú đi làm, chú có dặn cô là chú về không? Nó sáng đi làm có nói cô không? Nó sáng thì nó có đồ ăn thì nó về, không có đồ ăn thì mai nó về. À, nếu mà có mới về, không có là ở trên núi. À, nó về không, sợ nó ba nó lá. Anh bậy bạ trên núi. À. Dạ. Bữa sáng thì chưa gạo chưa nhau rồi, nó một chén, để tôi làm một chén. À. Nấu mang đi rồi. À. À, một chén mang đi, để lại cho cô một chén. À. Cô đói chưa? Đói rồi, tăng lắc nữa nó ăn. Chuẩn bị nấu ăn ha. À. Sáng giờ cô ăn gì chưa? Chưa. Chưa ăn gì luôn. Mình viên là ăn trưa rồi. Dạ. À. Chút xíu nữa con gửi cá cho cô rồi cô nấu cá cô ăn nha. Dạ. Dạ. Đâu mướp cô trồng ở đâu? Cô dẫn con ra coi nè. Đi ra mướp coi là cô hái mướp luôn đi. Mướp đây. Mướp ngoài đó hả? Đó, đây. À. Cái này là mình trồng luôn cô ha. Chà, có trái mướp này. Trái mướp rất là dài luôn cả nhà. Đây, cái này. Đó. Còn cái cây mì này là mình trồng hay nó mọc cô? Mình trồng chứ. Mình trồng mình làm cái gì? Mình phải thì có củ thì mình ăn, không có củ thì mình bỏ. À. Đó. Trái đây. Dạ. Hai trái là đủ cho cô ăn bữa trưa nữa rồi. À, hai trái ăn không hết đâu. À, ăn không hết. À. Chắc coi như được mình hái luôn. Thôi. Được mình hái thì ăn chiều luôn. Ăn chiều luôn, dạ. Trái này là coi cây cô trồng này cô lấy của anh đó hả? À. Anh thủ. À. Đi dành ăn. Cây này chắc cũng mới mọc thôi, còn nhỏ xíu à.
À, đó. Nãy giờ không để ý cả nhà. À, trên này có cây to này. Có trái, trái, trái. Có trái luôn. À, đây, 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 trái này. À. Trái này. Đây. Đây. Đó, đó. Trái bên đây này. Cây này là đu đực hay là sao cô? Đu đực đâu. Đu cái cho nó trái. Đu cái có trái. Đu đực nó bon quá chứ. À. Đúng rồi, trái trên nhiều. À. Đây, đây trái này này. Đu này thì trái này. Dạ. Ồ. Oh. Mấy cái cây đu đủ của cô chú sai trái lắm cả nhà. Đây nè. Họ ăn trái đu đủ nha. Đây nó nằm ở dưới này nè cả nhà. Đó. Cây đu đủ của cô chú đây nè. Cây này cũng bự ha. Cây này mình trồng lâu chưa cô? Lâu 2 năm rồi hả? 2 năm rồi. Năm ngoái không có trái, năm này thì trái. À, năm ngoái là không có trái. À. Không có trái thì mình ăn bông với lá hả? À. Dạ. Ăn bông với lá thì ngon hơn. À. Ăn bông với lá ngon hơn hả? À. Ăn trái thì có thịt thì ngon, nó không có thịt thì không có ăn trái đâu. À, không có thịt ăn thì là không ăn trái. Ăn lá. Chỉ ăn lá với bông thôi. Lạ ha. À. Dạ. Ăn trái mà không có thịt là nó không ngon hả cô? Không có ngon đâu. Dạ. Ăn có cá bò thì ngon chứ ăn trái. Dạ. Nha, con vào bậc cái. Cái rẫy quanh cái chòi của cô chú á cũng có một ít cây ăn thôi. Chứ cũng không có nhiều cả nhà. Cô chú trồng để lấy cái ăn trên này không biết làm gì. Cái số bắp này là mình phơi lâu chưa cô? Chưa có 3 ngày nữa rồi. Chưa có đốt đâu nè. Là coi như năm nay mình chỉ được một ít bắp ở trong vườn nè. Rồi ngoài này thôi cô ha. Nó hết rồi. À hết rồi đúng không? Không có con nữa. Cái này mình để dành mình ăn. Mình phơ phơ rồi mình bỏ bao mình đi dành ăn. Không phơ thì nó mốc ăn chứ. À. Không phơi là nó mốc. À. Là không ăn được. Mình phơi mình bỏ bao thử. Bỏ bao dạ. Cái này cô phơi bao lâu nữa thì được? Chắc nắng thì 2 ngày, 3 ngày nữa. 2, 3 ngày nữa mới được. Dạ. Ta phơi miết à. Chiều nó xếp. Buổi sáng nó phơi lại. À. Quanh năm trồng mà được có nhiều đầy bắp này cả nhà. Bắp không có tốn mùa đâu. Chết hết. Chết hết. Tội họ quá cả nhà ha. Bao nhiêu công sức. À. Trồng mãi mới được một cái rẫy bắp mà chết hết có nhiêu đây. Xíu rồi cả nhà. Bắp này là bắp tím hả cô? Bắp tím. Dạ, bắp tím. Đá. Bắp đá hả? À. Trắng đó thì bắp nếp. Trời, cái này bắp... hư nhiều quá. Nó này. Cái xào ăn á. Này hư gần hết luôn. Hư trơ cùi luôn. Hư quá trời hư luôn trời. Còn mãi giặc á, vô giặc. Trời, ăn sâu. Không còn gì luôn. Ôn công hạ bọc đi ha. Trái có chút xíu à cả nhà. Chị mà có dạ chứ. Là cô chú có 3 người con gái. À. Lớn tuổi chưa cô? Lớn tuổi rồi. Nó có chồng, có con rồi. Có chồng, có con rồi. Bây giờ ở đâu? Ở nhà. À, ở nhà. À. Rồi có hay lên đây thăm cô chú không? Lên chứ bên này thì nó còn bệnh. À, con bệnh. Không có cho lên rầy đâu. À. Ở dưới làng là mấy anh chị làm gì dưới làng? Không có làm gì đâu, có vừa con không à. À, không có làm gì? Ở hai đứa là con nhỏ không à. Con nhỏ không? À. Mấy con gái của cô là có mấy bé rồi? Một bé. Hai đứa một bé. Một bé không à. À. Con nhỏ. À, con nhỏ con có được tuổi đâu. Còn có 6 tháng. Người 7 tháng. 6 tháng, 7 tháng. À. À. Là nhà chăm con. À. Còn chồng làm gì? Chồng biết gì, đi làm không biết. Không có về nữa. Đó nuôi, nó có nuôi chồng con không à? Ở với con nuôi con không? À. Chồng không có về đâu. Chồng không về.
Chồng đi đâu mà không về? Thôi đi làm ở Sài Gòn ạ. À, đi làm ở Sài Gòn. Nó không về đâu. Nó cha con té để bà giữ không à? Không về là không về luôn hay là sao? Hay là ai lâu biết mới về? Ai biết. Không biết luôn. Chắc mai mốt không có về nữa. Không về luôn. Vậy là thôi nhau hả? À, đừng có thôi nhau đâu, tên nhưng nó đi chứ. À, chứ cứ đi không về vậy không luôn. Không về, không về nữa. Ngộ vậy. Ba người con gái, ba người chồng đều đi làm hết. Không về. Không về. Con đó lại không biết. Con nó không biết. Không biết. Không biết đâu. Vợ cũng không biết luôn. Không. Chỉ có ở nhà chăm con vậy thôi. Cũng không làm gì luôn. Không có làm gì luôn. Rồi mấy chị đó tiền đâu mà sinh hoạt? Có bà đã ông đi kiếm. Kiếm màng, kiếm đồ bán thì để nó cho con uống sữa, ăn cháo. À, kiếm cái gì? Cô kêu kiếm gì? Kiếm màng. Màng hả? À. Kiếm ở đâu? Kiếm ở trên núi. Ông à, kiếm măng. À. Kiếm măng. Kiếm măng trên núi. À, để bán thì đi mua cháo cho cháu ăn. À, vậy là ba chị em thay nhau. À. Thay nhau đi mót măng. Cho à. Con ăn, bán cho con ăn. À. À. Một đứa giờ con, một đứa đi. Yeah. Ai giờ ai đây thì giờ con thề, ai kia thì đi. Đi cùng nhỏ không là hai đứa. Ai kêu thì đi. À. Còn không có ai kêu thì ở nhà. À. Nước đó là cô uống hay sao? Uống. Dạ. Yeah. Mình lấy nước về là mình để vô những cái can này hả cô? Múc nước để cho canh đây để cho heo ăn, dạ. Cho mình uống. Cô bây giờ cô có mong muốn cái gì không? Không. Không mong muốn cái gì hả? Không có ước mơ gì hả? Không. Cô có ước cái gì không? Không. Không. Người đồng bào miền núi á, họ cái cuộc sống của họ cả nhà, họ vẫn rất là vất vả luôn á. Mà mỗi lần số bác hỏi họ có mơ ước gì không, họ đều không có mơ ước gì hết cả nhà. Thường á là mình sẽ có cái mơ ước gì đó, mình sống nó cái cuộc sống của mình đó. Cô có mơ ước gì cho cuộc sống của mình không? Không luôn. Họ chỉ đủ ăn, ước đủ ăn là được rồi cả nhà. Có mơ ước có gạo ăn không? Không, không mình có gạo thì mình ăn, không có gạo thì không có lấy kiếm đâu. Dạ. Về nữa. Đi tới nay là lâu chưa cô? Có được năm nay rồi. Năm nay rồi? À, không về? Không. Không gửi tiền về luôn? Đâu có tiền đâu. À, có tiền thì nó có được còn ăn cháo. À. Này không có tiền gửi tiền về đâu. Không có gửi tiền về. Coi như bây giờ chỉ có ba chị em là con cô đấy, ba người con gái ở nhà chăm con nhỏ, rồi thay nhau đi mót măng kiếm tiền, lên núi mót măng kiếm tiền để nuôi con. Hai người đi là một người ở nhà giữ con. Vậy là ba đứa cháu. Con có hai đứa cháu. À, cũng có hai đứa cháu thôi. Còn một người là chưa có con. Chưa có con thì con nhỏ. Nó có một đứa em thì có 11 tuổi. Dạ. Còn con gái út là mới có 11 tuổi thôi. 11 tuổi thì giữ cháu. Giữ cháu. À. Rồi hai chị đi mót măng. À. Chồng làm không có tin tức, mất liên lạc luôn. Không về luôn. Không về luôn. Hoàn cảnh của cô chú và gia đình cũng rất là tội cả nhà. Cô chú thì ở trên này, ở trong cái chòi ở trên núi. Chỉ có đi hàng ngày đi kiếm cái ăn thôi cả nhà. Trồng bắp, kiếm cái ăn, nuôi heo. Xuân Mắc có hỏi cô á, là có ước gì không? Có mơ ước gì cho cuộc sống của mình không? Cô cũng không có ước gì hết cả nhà. Mặc dù là họ rất là khổ này, thiếu thốn đủ thứ hết luôn á.
nhưng mà họ cũng không có mơ ước gì hết. Họ chia sẻ là có thì họ ăn, không có thì họ đi lên rừng, lên núi, họ tìm cái ăn. Giống như bây giờ chú đó, lên núi chú kiếm được cái ăn chú mới về. Còn kiếm được không được cái ăn thì chú ở trên đó chú ăn bậy ăn bạ trên rừng đó. Rất là tội cả nhà ha. Rồi kiếm về cho cô ăn nữa. Nhà còn có một nhúm gạo à. Hết gạo rồi, không còn gì hết. Con coi cái nồi coi. À, cái này là cái vỏ mướp. À. Vỏ mướp cô nấu xong rồi tí cô cho cái rau bí này vô. À. Cái lá đu đủ, lá bự là mình cắt cho heo hả cô? À. Còn lá non là mình ăn. À. Ăn lá đu đủ có đắng lắm không cô? Đắng thì đắng chứ, bị mình đói thì mình cố gắng ăn chứ. Đói thì cũng phải ăn. À. Cô ăn lá đu đủ với gì? Với cơm, với bắp á. Với bắp? À. Có muối ăn không? Muối, có lục có, mà có lục không? À, có khi có muối thì luộc muối. À. Có khi là ăn không? Không có thì ăn không? Luộc muối thì nó đắng hơn chứ, nó ăn ăn lạc thì nó ít ăn. Có bột ngọt bỏ vô cho nó đỡ đắng không cô? Không à. Không hả? À. Nó sôi rồi. Sôi rồi cô. À. Giờ cho vô luôn ha. Cho luôn. Cô nấu cho heo xong rồi cô mới nấu cơm của anh đúng không? À. Nó cho heo xong, cho heo ăn xong mà mình cho làm đồ mình ăn chứ. Dạ. Yeah. Cho heo ăn trước. Cô nấu cho heo xong. À. Bê heo con, lao á. Gửi quà cho cô nấu cơm của anh nha. Bê heo lao á, con người không có biết la đâu. Cô nói gì? Cô nói gì chú? Heo đòi ăn quá. À, heo kêu. À, người đó là không kêu. Sao mất nghe cô nói có câu nghe được, có câu không nha cả nhà. Tại vì nhiều khi... Bên bé cô không có biết tiếng người dạ, Việt đâu. Dạ, không sao cô. Cô cứ nói bình thường. À. Con nghe câu được, câu nào nghe được là con nghe. Mình nói được thì một cái người Việt, một cái dân tộc á. Dạ. Mấy con gái cô ở dưới làng đó, chỉ có đi mót măng thôi, không có ai thuê như mình làm gì hả cô? Không có thuê, bữa thì mình đi làm cho bên này thì thuê anh chị mấy đứa còn nhỏ quá. Đi đâu có được đâu. À. Chỉ có đi mót măng thôi. À, bữa thì nó bữa mùa người ta hái cà phê mấy đứa con đi chứ bên này con nhỏ sao đi được. À. Hôm nay con tới con thăm cô nha. À, thăm gia đình mình. Chú không có nhà. Thì thôi bây giờ không biết là chú có về hay không thì con gửi cho cô nha. Chờ chú về rồi cô nấu với chú, cô nấu một bữa cơm ăn với chú nha. Dạ. Rồi con có lên đó hoặc là mình có về làng đó, thì mình cầm về làng cho con gái ăn nữa cô ha. Có dịp thì con sẽ xuống con thăm.
Hôm nay con tới thì con mang theo một cái phần quà của Mạnh Thường Quân. Đâu rồi? Lâu rồi cô có ăn mì gói không? Không à. Không hả? Không có mì gói ăn hả? Không có mì gói ăn. Có tiền thì đi mua chứ. Không có tiền thì con có mì gói ăn đâu. Bao lâu rồi không ăn mì gói? Được 1 năm, 2 năm rồi đó. Dạ. Mình đâu biết. Đâu có mua, không có tiền mua đâu. Dạ. Con gửi cho cô 2 thùng mì nha. 1 thùng mì gấu đỏ. 1 thùng mì 3 miền. 2 thùng mì. Con để đây đã nha. Dạ rồi. Trong này còn gì? Đây, một phần quà nữa. Đó là một bịch cá cơm khô, 1 ký. Dạ. Cá này cô nấu món gì? Mà nó món múp. Nấu múp? À. Là nó lá giang, nó canh chua ăn. Nấu canh chua ăn, canh chua lá giang. Con tạm thời con để đây nha. Cô biết cá này không? Cá này cá ngân nha. Cá ngân khô. Dạ đúng rồi. 1 ký luôn cô nha. Dạ. Dạ. Rồi. 2 chai dầu ăn. Con để tạm ở đây. Cô cầm dùng con bịch cá này đi. Dạ. Rồi 2 chai nước tương. Nước tương này cô ăn với cơm. Dạ. Rồi con mua thêm cho cô 2 bịch bột ngọt này. 2 bịch bột ngọt ha. Để cô nấu cô ăn cô nha. Dạ. Rồi con để đây. 3 bịch muối nữa cô ha. Đâu rồi? À 2 bịch muối. Đâu 3 bịch muối chứ. Đâu bịch ra? Ai sáng mang đi thiếu rồi. À đây đây. Trời ơi, tụi mang đi thiếu. 3 bịch muối cô nha. Dạ. 3 bịch muối, 2 bịch bột ngọt. Rồi. Đây là 10 ký gạo. Con gửi cho cô nha. Đây là món quà của cô Cuối. Cô Mạnh Thường Quân. Cô có nhờ con mua những cái phần quà gửi cho bà con khó khăn miền núi. Thì hôm nay con tới con thăm cô, con gửi cho cô 1 phần quà. Dạ. Cô gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân giùm con. Cảm ơn cô Cuối. Cảm ơn bạn thân con, cảm ơn cô Cuối. Gửi cho gia đình phần quà. Gửi gia đình phần quà. Dạ. Thôi xin mắt cũng đại diện cô, đại diện gia đình. Gửi lời cảm ơn cô Cuối. Cảm ơn tấm lòng của cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân đã mở tấm lòng vàng gửi những cái phần quà đến bà con khó khăn miền núi. Ngày hôm nay số mắt chia sẻ đến khán giả qua màn ảnh nhỏ một hoàn cảnh của cô chú cũng rất là khó khăn. Người đồng bào Rắc Lây miền núi, họ ở trên những cái nơi nó rất là hẻo lánh, xa với làng cả nhà. Cuộc sống thiếu thốn đủ thứ hết, giống như hoàn cảnh của cô chú này. Dột trước, dột sau, cái căn nhà, cái căn chòi mà dựng lên đó, nó cũng không có được kín đáo, họ vắt tùm lum hết cả nhà, họ vẫn phải ở đây và họ mưa thì họ không ngủ được cả nhà, họ phải thức, khi nào không có mưa thì họ mới ngủ nằm ở trong này, còn cuộc sống của họ thì cũng chỉ kiếm miếng ăn thôi, giống như cô chia sẻ đó, chú đi lên núi để kiếm canh ăn, kiếm đồ ăn, có thì mới về, không có thì ở trên núi, ăn đồ ăn trên rừng, trên núi vậy đó cả nhà. Bắp họ trồng á, thì cũng không được mùa, chết nhiều lắm cả nhà. Họ chỉ có trồng kiếm đủ ăn, mót lại đủ ăn thôi. Còn có thì họ ăn, không có thì họ nhịn. Cuộc sống của họ rất là vất vả cả nhà. Thôi, đó là hoàn cảnh của đời sống bà con đồng bào miền núi Rắc Lây.
số mắc chia sẻ đến cả nhà. Cảm ơn những cái sự yêu thương của quý vị khán giả cũng như là cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Số mắc không biết nói gì hơn, kính chúc tất cả cô chú anh chị, quý vị Mạnh Thường Quân cũng như là quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe, mạnh khỏe, an vui bên gia đình và người thân của mình. Cảm ơn những cái tấm lòng yêu thương của cả nhà rất là nhiều. Cô chào khán giả với con nha. Giơ tay chào cô nha. Dạ. 1, 2, 3. Chào khán giả với con. Dạ, chào khán giả với con. Rồi, tạm biệt cả nhà nha. Rồi, con gửi cô nha. Dạ. Dạ. Bây giờ cầm quà rồi này. Thấy quà rồi. Hồi nãy giờ để trong này không thấy. Không thấy. Thấy không quà này thì chị mừng quá. Mừng không? Mừng chứ. Dạ. Vui không cô? Vui chứ. Vui. Vui chứ. Thế mà lắc nữa mình có đồ ăn á. Dạ. Có đồ ăn rồi. Dạ. Rồi con mang vô cho cô nha. Mang giờ cô để đâu? Để trên giường đó. Dạ rồi con mang vô cho cô.